À, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm dành riêng cho cửa hàng bán sắt thép. thì cũng giống như những phần mềm mà mình đã giới thiệu cho các bạn trên kênh tin học đông phương thì phần mềm này nó cũng có những chức năng như là quản lý xuất nhập tồn kho, quản lý công nợ gối đầu của khách hàng, quản lý thu chi tiền mặt và cho cho chúng ta những cái báo cáo như là báo cáo doanh thu, à, xuất kho lợi nhuận à, và thêm chức năng đó là à, lưu trữ đám mây và xem báo cáo online trên điện thoại thì phần mềm này nó có khác một xíu ở cái quy trình thì cái quy trình của cái cái phần mềm bán hàng này của cái cửa hàng bán sắt thép nó sẽ là nó gồm 3 bước đầu tiên là khách hàng sẽ hỏi và chúng ta sẽ gửi báo giá cho khách hàng xem thì sau khi khách nếu mà khách hàng đồng ý thì chúng ta sẽ lưu và in lệnh cắt để chúng ta gửi xuống xưởng cắt À, sau khi cắt xong khách hàng tới lấy hàng thì chúng ta sẽ xuất một cái hóa đơn sau đó chúng ta in phiếu xuất kho cho khách hàng à, thì nó khác những phần mềm khác ở chỗ cái quy trình này nó hơi à, dài dòng một chút ha chúng ta sẽ quản lý được hết những cái vấn đề đã luôn thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tổng quan về cái phần mềm này trước ha thì ở đây là giao diện trang chủ à, nó có cái nút hệ thống để chúng ta cài đặt ban đầu tiếp tục đó là cái danh mục thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới danh mục sản phẩm và danh mục khách hàng. Sản phẩm thì chúng ta sẽ khai báo tên hàng, đơn giá lẻ, đơn giá cửa hao. Vậy sắt thép nó sẽ có cái cái phần mà chúng ta hao hụt á. Rồi, đơn giá cửa hao đó, đơn giá vốn và những cái phần này thì nó sẽ tính tự động cho chúng ta. Rồi, tiếp theo là danh sách khách hàng thì chúng ta cũng sẽ theo dõi được nợ đầu mua trả trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta sẽ khai báo dưới đây tên khách hàng số điện thoại địa chỉ thì những cái này thì chúng ta không cần phải khai báo trước tại vì chúng ta khi mà chúng ta làm đâu biết khách hàng nào mua đâu khai phải báo khai báo trước đúng không? cho nên là khi những khách hàng thông tin khách hàng này khi mà chúng ta bán hàng chúng ta khai báo thì nó sẽ thêm tự động thêm tự động cho chúng ta ha tiếp tục đó là bán hàng bán hàng là cái giao diện chính mà chúng ta khi chúng ta sử dụng chúng ta làm ha. và tiếp theo nó là cái nút báo cáo chúng ta sẽ có một cái hàng loạt cái báo cáo như này thì à, bây giờ mình sẽ đi lấy ví dụ để cho các bạn dễ hình dung hơn ha đầu tiên là chúng ta vào một bán hàng thì chúng ta sẽ xem trên đây trên đây thì sẽ có cái bên trái này là những thông tin hóa đơn ví dụ như số hóa đơn ngày à, nhân viên thì những cái này là tự động à, chúng ta không, không không đụng tới những cái này những cái này số này chạy tự động hết ha hiện tại thì cái phần mềm mà chúng ta có dữ liệu rồi cho nên là cái hóa đơn này nó sẽ là số 846 thì hôm nay nó sẽ có ta tới 845 rồi này ha rồi à, bên này thì chúng ta sẽ chọn khách hàng chúng ta sẽ nhập khách hàng ở đây, chúng ta có thể tìm kiếm khách hàng ở đây, ví dụ như mình chọn tới anh Bình đi, thì sẽ hiện ra tất cả những người liên quan tới chữ Bình, à, hoặc là chúng ta có thể nhập số điện thoại, ví dụ như tám bốn không, tám sáu hoặc là một hai ba chúng ta có thể nhập theo tên hàng hoặc là tên khách hàng hoặc là tên theo cái số điện thoại cũng được nha. rồi bên đây nó sẽ có một số cái nút để chúng ta này đầu tiên á là chúng ta sẽ có lưu với in báo giá và chúng ta có nút xem những cái báo giá đã lưu tương tự với lưu lần cắt và xem lần cắt à, và hiện uh, ẩn hiện ẩn nợ cũ Nên là trong cái hóa đơn chúng ta sẽ có uh, trong số hóa đơn chúng ta sẽ có là cái gì? cái gì là thông tin nợ cũ đó. và đối với những khách hàng họ mua trả tiền liền thì không cần phải in nợ cũ cho họ thì mình sẽ ẩn cái dòng này đi cho hóa đơn chúng ta gọn hơn thì đây thì chúng ta sẽ uh, chọn vào để chúng ta ẩn hiện tùy thì cái đây nó sẽ có cái cái, cái, cái tác dụng khi chúng ta in phiếu này cái nút in tạm này sẽ nó sẽ in cho chúng ta xem trước cái hóa đơn để gửi cho khách hàng xem trước Đây, những in tạm này xuất hóa đơn trả nợ Rồi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết ha đầu tiên thì chúng ta sẽ kích vào đây để chúng ta chọn khách hàng thì như đã nói mình có thể tìm kiếm ở đây tìm kiếm ở đây hoặc là chúng ta có thể à, chúng ta có thể thêm mới một khách hàng nào đó ví dụ như vậy, giả sử ở đây mình sẽ thêm mới một khách hàng đi mình sẽ tìm kia mình sẽ thêm một cái khách hàng anh này ví dụ anh, anh hùng ở hóc môn đi Đó. có thể nhập hoặc là không nhập địa chỉ và số điện thoại chúng ta chọn anh hùng hóc môn về giả sử mình nhập số điện thoại đi ha Đó, ví dụ như thế rồi chúng ta bấm thêm cái khách hàng thì sau khi thêm xong thì nó sẽ thông báo là khách hàng này có nợ cũ nợ đầu hay không có nghĩa là khi mà chúng ta nhập vào phần mềm á, thì hiện tại anh hùng này anh có nợ đầu hay không nếu có bấm yes còn không có thì bấm nô. No. Thì ở đây mình giả sử là ông này ông có nợ mình 20 triệu đi. Thì mình sẽ chọn ngày nợ là 31 tháng 8. hai 2020 Rồi số tiền ông này là 30 triệu, giả sử như thế. Ê. Rồi giả sử 3 triệu đi ha. Mình nhập thiếu một số không rồi. Này giả sử 3 triệu đi cũng được. Rồi. Bây giờ mình sẽ sẽ bây giờ đầu tiên là ông này ông hỏi, anh hôm này anh hỏi mình chỉ in báo giá cho anh thôi. Chưa, chưa cắt gì hết mình in báo giá, nhưng ông hỏi một số sản phẩm thì mình in báo giá. giả sử như ông hỏi những sản phẩm như sau, bây giờ mình sẽ chọn là TW bốn mươi lăm. thì à, trong ngành xét thép thì nên cái quy cách của nó gồm là ba loại quy cách tròn, tấm và ống. thì ở đây cái mã hàng này nó là thuộc quy cách tròn, mình chọn vào. thì trong đây các bạn kích đúp vào, à, cái khi mà các bạn kích đúp vào ô này thì nó sẽ hiện ra một danh sách chúng ta chọn, chọn sản phẩm thôi ha dù 1 ngàn hay là 50 ngàn sản phẩm thì các bạn gõ từ khóa liên quan thì sẽ ra à, thì ở đây khi mình chọn tròn á thì ở đây nó có quy cách này phi lỗ ngang dài thì à, đối với quy cách tròn thì nó sẽ không có lỗ và ngang thì tự động nó sẽ tô màu đen cho chúng ta để chúng ta dễ để ý bây giờ dài là 2 ngàn đó thì các bạn thấy là khi mình chọn mã sản phẩm thì nó sẽ ra là đơn giá cho chúng ta bởi vì chúng ta cài đặt trước trong bạn mà hàng rồi đơn giá cưa hàng Vậy chúng ta chỉ cần nhập số lượng ví dụ như à, anh này mua hai cây ví dụ như thế đó thì ở đây nó sẽ có thêm ngày đặt hàng cho chúng ta và khi mình chọn những cái cái thông số này rồi á, thì nó sẽ hiển thị ở kilogram ở đây kg có nghĩa là kg dự kiến dự kiến theo cái công thức mà chúng ta đã cài đặt à, thì công thức này có thể thay đổi được tùy vào cái nhu cầu của bạn muốn thay đổi kiểu gì các bạn tính toán kiểu gì thì mình có thể sửa ở đây nha rồi thì khi mà mình báo, báo, giá thì đâu có kg thực tế đâu cho nên chúng ta phải lấy kg barium chúng ta để vào đây ví dụ như 50.22 ví dụ như thế Đó. và đơn giá không lỗ ví dụ chúng ta cái này có đơn giá không lỗ thì chúng ta nhập vào còn không có thì thôi Đó. Thì nếu mà không có đơn giá không lỗ này thì không có hai cục này á thì khi mà chúng ta in á thì nó sẽ không có nó tự ẩn đi rất thông minh tự ẩn này đi rồi ví giờ chúng ta thêm một cái nữa bây dụ 8 đây chúng ta chậm toàn một chọn một tấm là 55 50 55 rồi tấm tấm thì nó sẽ có không có cái đuôi cách lỗ mà có ngang và dài thôi thì như ta chọn ngang gì 2 à, 200 nhé rồi dài là 3.000 rồi thì ở đây kim số lượng là một tấm thôi nè chúng ta thấy uh, số ký đây là 259.05 rồi ok giờ thêm cái nó ống đi chúng ta chọn ống chúng ta chọn nhiều lên ha để ví dụ như các bạn giờ hiệu ống lỗ phi lỗ là 50 dài là 5.000 số lượng là một số lượng là 10, 10 cây đi cho nên nó, nó, cái, 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 kg nó là lớn lớn chút rồi sau 2 85 rồi ví dụ như anh này anh hỏi ba sản phẩm này in báo giá cho ảnh rồi sau khi nhập xong chúng ta bấm lưu và in giá thì nó sẽ hiện một cái user form ở đây à, tại vì trong cái bảng báo giá chúng ta có ghi là chưa bao gồm vat hay là đã bao gồm vat rồi tại vì những có những khách họ họ yêu cầu xuất hóa đơn vat còn có những những cái người mà họ không yêu cầu xuất thì chúng ta sẽ chọn ở đây giả sử chúng ta ghi là chưa bao gồm vat đi ha rồi chúng ta bấm ok rồi chúng nó đã lưu báo giá rồi bây giờ nó in ra cho chúng ta nè báo giá rồi đây là một cái bảng báo giá, bảng báo giá kim à, đơn đặt hàng, để cái này mình gửi cho khách hàng. Chưa? rồi, sau khi chúng ta lưu vào in báo giá xong đó, thì nó sẽ lưu vào cái bản bảng báo giá chúng ta bấm xem. thì bạn thấy được là à, chúng ta có ngày tháng này, giờ nè, số hóa đơn, số đơn này là số của cái báo giá nha chứ không phải là số hóa đơn của chúng ta xuất hóa đơn đâu. đây là số thứ tự của báo giá gồm ba sản phẩm này. Rồi. Sau khi mà ừ, họ ok rồi. Họ ok rồi, bây giờ chúng ta chuyển chuyển sang lệnh cắt để chúng ta đưa xuống xưởng cắt. Thì mình chọn ở đây, để cho chuột vào một trong những dòng này cũng được. Dòng nào cũng được bấm chuyển sang lệnh cắt. Thì khi mà nó chuyển sang lệnh cắt thì nó, nó cho chúng ta ở đây chúng ta cũng có thể sửa được. Sửa được à, số lượng ha, sửa được số lượng hay đơn giá tùy. Ví dụ những đơn giá này à nó là 17.500 mà không muốn mình bán 17.000 thì mình có thể sửa được ở đây nha. Yeah. Rồi, đưa vào mình và bấm lưu lần cắt. Nếu muốn in thì có chức năng in cho chúng ta luôn. Rồi bây giờ chúng ta bấm xem lần cắt thì những trong này là những cái lần cắt nó đã lưu lưu cho chúng ta. À, khi mà chúng ta cắt xong chúng ta xuất hóa đơn thì những lần cắt này đã tự động nó xóa đi giả sử bây giờ mình xuất mình cắt xong cái này ha mình xuất order đơn xuất order rồi À, trước khi xuất ở đơn thì chúng ta cần phải nhập cái lại là cái kg thực tế này ví dụ như kg thực tế ở đây là 51 mươi dụ như là 260 30 ba có nghĩa khi cắt xong mà chúng ta có 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 cái cái kg thực tế rồi mà đúng không này chúng ta chọn số 3 đi ví dụ như thế và sau khi chúng ta chọn như này chúng ta in tạm chúng ta gửi cho khách để khách xem trước đây đã chúng ta chưa xuất hóa đơn nha chưa bấm nút này nha in tạm nha rồi chọn in tạm đó đây là cái phiếu in tạm in tạm cho khách hàng thì uh, đâu in tạm à, mình đang ẩn nợ cũ nè các bạn thấy mình đang ẩn nợ cũ cho nên là cái cái file của mình nó không có nợ cũ bây giờ mình sẽ bấm hiền nợ cũ lên in tạp rồi đó đây in tạp này nó sẽ có là gì sản phẩm này quy cách này rồi tiền hàng nơi cũ 3 triệu lúc nãy mình mình khai báo ban đầu đó tổng cộng thanh toán e, chưa chưa có thanh toán còn lại ra thì gửi cho khách hàng nếu ok khách hàng ok rồi xuất như vậy đi thì mình sẽ bấm là xuất hóa đơn đó. thì xuất hóa đơn các bạn thấy là những thông tin như sau tiền hàng là nó là cái tiền hàng tổng cộng của cái hóa đơn này trên đây nợ cũ là 3 triệu lúc nãy chúng ta vừa khai báo tổng cộng hai này cộng lại là 12 triệu bây giờ khách trả bao nhiêu ví dụ như khách hiện tại ví dụ như người ta tới xưởng mình người ta lấy thì người ta trả tiền còn nếu ví dụ như mình chở đi mình mình đưa xe của mình chở đi giao tới tận nơi cho họ thì họ chưa trả thì ở đây chúng ta để trống rồi nếu họ trả thì mình sẽ gõ ở đây ví dụ như họ tới sửa của mình họ trả trước 5 triệu tại lúc mua đó thì chúng ta chọn 5 triệu và bấm lưu in hoặc là lưu không in tùy mình bấm ok lưu in rồi bây giờ mình sẽ in đây cho các bạn cho xem hóa đơn một đó đây là cái phiếu in thì giống như cái phiếu in tạm tính thôi à thì nó có rõ ràng tiền hàng là cũ tổng cộng và chúng ta thanh toán 5, 5 triệu còn lại 7 triệu rồi sau khi xuất kho xong thì nó sẽ vào là cái um, hóa đơn gần đây chúng ta vào hóa đơn gần đây để chúng ta bấm vào đây chúng ta xem là hóa đơn hóa đơn số 846 của anh anh hùng hóc môn tổng tiền hàng là 9 triệu 174 ngàn Nợ cũ 3 triệu tổng cộng 12 triệu 174 đã thu 5 triệu còn lại ra Và mình có thể kích đúp vào cái này để mình xem được Xem được là anh em mua những món gì Và Ở đây mình có thể là in lại In cái phiếu xuất kho Có nghĩa là mình xuất hóa đơn rồi nhưng mình phải in phiếu xuất kho để giao cho xe đi à, Hoặc là Mình lưu Hay là đưa cho khách nhà hàng hạn bấm in lại phiếu xuất kho rồi ví dụ như in phiếu xuất để các bạn xem những gì á đó. đó thì trong phiếu xuất này thì nó phiếu xuất kho cho nên là chúng ta nó không có số tiền thì chỉ có mã sản phẩm quy cách số lượng và kg thực tế thôi ha rồi và à, chúng ta còn, cũng có thể chọn sửa xóa là in lại đó in lại hóa đơn thì ví dụ như mình muốn in lại thì in đó, thông tin rất là rõ ràng rồi thì bây giờ à, bây giờ mình sẽ chọn là anh hùng hóc môn anh hùng này anh hùng hóc môn bây giờ anh còn nợ là 7 triệu một trăm bảy ngàn hôm sau anh trả nợ nếu hôm sau anh trả nợ thì mình sẽ bấm vào nút trả nợ này anh không mua gì hết mình nhưng mà anh tới trả nợ bấm nút trả nợ ha rồi bây giờ anh trả hết bấm vô trả hết rồi bấm lưu lưu và in, hoặc là lưu không in. Ghi chú gì đây các bạn muốn lưu ghi chú gì ở đây thì cũng được ha. Nhưng mà ở đây ví dụ như mình mình cho ông trả tiếp 3 triệu nữa đi. Khỏi trả hết. Để nó còn nợ xíu nữa mình xem không nợ. Lưu in. Rồi, ở đây mình ghi là mình in là phiếu trả nợ đây Đó, thì phiếu trả nợ nè, phiếu nhận tiền. Nợ cũ là 7 triệu thanh toán 3 triệu còn lại là 4 triệu rất rõ ràng những cái phiếu này mình có thể đi cho khách hàng là mình lưu để sau này mình đối soát cho nó dễ ha rồi tương tự mình cũng vào hóa đơn đây để mình xem này tổng tiền hàng là không nợ cũ tổng cộng đã thu còn nợ của khách hàng này rất là đơn giản rõ ràng rồi à, bây giờ chúng ta sẽ vào báo cáo này chúng ta sẽ vào báo cáo để chúng ta xem báo cáo hóa đơn bán hàng thì các bạn có thể chọn từ ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu Ví dụ như hôm nay mình chọn là trong tháng này đi, tháng 9 nha. Yeah. Thì ở đây nó có, nó có là trong tháng 9 nó có những hóa đơn như này Bây giờ chúng ta muốn lọc từng một từng khách hàng một Thì các bạn kích vào đây và chúng ta sẽ chọn là anh hùng học môn này, cái Thì nó hiển thị những cái, chỉ như hiển thị những khách hàng đó thôi Hóa đơn của khách hàng đó và những thông tin ví dụ tiền hàng nợ cũ tổng cộng đã thu còn nợ Đúng không ha rồi À, bây giờ chúng ta muốn xem thử những người này họ mua những món gì, hóa đơn gì, mua những món gì thì nó là vào chi tiết. Chi tiết. Ở đây mình sẽ chọn là anh học không mua Đó. Và chúng ta sẽ chọn là trong tháng này là năm này. Bấm ví dụ như chọn tháng này đi. Đó. Thì thì bạn thấy là ở đây nó sẽ là có hóa đơn này nè. Hai hóa đơn. 846, bảy Ví dụ 846 nó là hóa đơn này. Ba món. Đây là những thông tin của những món đó Và tiền hàng nợ cũ tổng cộng đã thu còn nợ luôn Cho mình xem luôn Và tiếp tục 847 nó là một hóa đơn trả nợ đó, Tổng tiền đó, Rất rõ ràng, những thông tin rất rõ ràng ha Thì ở trên đây nó không cho mình xem được là nợ đầu là ba này 3 triệu này đó, Mua là 9 triệu này Trả 8 triệu còn nợ Nợ cuối là 4 triệu Chúng ta có thể xem nhanh luôn và mình có thể là in ra phiếu A4 để mình gửi cho khách hàng để đối soát với khách hàng ví dụ như mình in 4 này chi tiết bán hàng đó đây là cái bạn chi tiết bán hàng mà mình in ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 nội dung nó là như sau như đây đó rất đơn giản ha Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ vào những cái báo cáo báo cáo khác xem bấm báo cáo và cho bấm sổ nợ khách hàng và bấm xem báo cáo thì sổ nợ này nó sẽ cho chúng ta biết được là những số, những khách hàng nào đang nợ mình đây đang nợ mình giờ mình muốn in ra bốn 4 được để mình xem hoặc là mình bấm tìm kiếm một cái cái khách hàng nào đó ví dụ như hồi nãy mình 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 muốn tìm anh hùng hóc môn bấm hùng hóc môn đó. thì các bạn thấy là nó sẽ ra cho mình là biết được anh hùng hóc môn là còn nợ 4 triệu một trăm bảy bốn ngàn để mình đi đòi ha <laughs> rồi ok đây là báo cáo nợ hiện tại ha rồi bây giờ tồn kho gì báo cáo tồn kho bấm xem tồn kho thì cái đây nó sẽ cho mình biết là lượng tồn đơn giá vốn. Nếu như mình, mình có nhập bên giá vốn bên mặt hàng thì nó sẽ hiện ở đây cho mình và ra thành tiền vốn luôn để mình biết được trong kho mình còn tổng thành tiền là bao nhiêu ha. Và mình có thể tìm kiếm một sản phẩm nào tương tự để nó hiện ra cái dòng đấy cho chúng ta xem nhanh luôn. Được chưa? Rồi, báo cáo xuất kho lợi nhuận mình xem thử trong thời gian đó anh đó trong một năm anh đã mua mình bao nhiêu tiền mua những món gì đó, để ví dụ như ai mà uh, vượt quá cái số tiền đó thì mình có thể tặng quà cuối năm chẳng hạn đó, thì ở đây mình sẽ chọn là năm này hoặc là tháng này chẳng hạn tùy hoặc là nhập một khoảng thời gian nào đó, đó. xem và ví dụ như mình chọn anh Hùng Học môn cái đắp vô đó thì mình thấy được là anh mua ba món này tổng cộng số lượng doanh thu bao nhiêu đây tổng doanh thu là bao nhiêu đây ha à, lợi nhuận xuất kho lợi nhuận hoặc là muốn xem tất cả thì bấm tất cả để mình xem rồi à, báo cáo gì nữa, xuất kho lợi nhuận ok còn cái phần tách file này là khi mà chúng ta à, muốn chuyển sang một cái file khác à, có nghĩa là dữ liệu chúng ta làm một năm rồi sang năm sau chúng ta muốn à, bắt up dữ liệu và chúng ta sang một file trắng để làm thì chúng ta có thể sử dụng cái bấm nút tách file này và chúng ta nhập mật khẩu thì tự động sẽ tách tách file chúng ta một file mới thì hoàn toàn tự động hết các bạn không cần phải làm gì hết nha rồi à, để mình xem còn gì nữa không à, ở đây nó có một cái thùng mục thu chi để chúng ta quản lý thu chi tiền mặt thì cái này phụ thôi mình cũng không nói à, như vậy thì à, cơ bản á, thì mình đã giới thiệu cho các bạn sơ qua về những cái chức năng cơ bản trong cái, cái, cái file này rồi trong cái phần mềm này à, và những cái công thức những cái công thức tính toán trên này là những uh, công thức có thể tùy chỉnh được theo yêu cầu của các bạn. Thế nghĩa là uh, các bạn muốn um, cái tính thành tiền này nó bằng ô nào nhân ô nào và đơn giá cửa hàng tính ra mình làm sao uh, thì mình cũng có thể um, chỉnh theo yêu cầu của các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên, hãy liên hệ mình với số điện thoại bên dưới. Uh, và phần mềm này nó cũng có sẽ có lưu trữ đám mây cho chúng ta. Ví dụ như, như máy tính của chúng ta có bị sự cố nào đó cài lại win hay là ổ cứng hỏng hay là bị mất mát này đó thì cái phần mềm của chúng ta vẫn còn lưu trên đám mây và các bạn chỉ cần liên hệ mình để lấy lại thôi rất đơn giản rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn